Hi, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình là Kiên và ngày hôm nay thì trên tay mình đây đang là chai nước hoa Jimmy Choo Iron này. Em này thì mình mới mua được khoảng tầm mấy tuần thôi. Thì sau khi mình mua thì có khá nhiều bạn đề nghị mình so sánh nó với chai nước hoa Dior Homme Cologne phiên bản mới này. Và mình thì lại rất ít khi làm buồn lòng người xem, nên là hôm nay mình sẽ đưa ra những cái tiêu chí và những cái cảm nhận cá nhân của mình về hai chai nước hoa này, để nếu như bạn nào đang lăn tăn không biết chọn một trong hai em này thì sau khi video này kết thúc thì các bạn có thể lựa chọn được cái chai nước hoa phù hợp nhất. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu luôn nhá. Đầu tiên về thiết kế của hai chai nước hoa này thì hai em này có tông màu khá giống nhau, khi sử dụng cái màu trắng có phần hơi đục đục. Đây là thiết kế của Dior này. Đó. Các bạn nhìn thấy. Còn đây là thiết kế của Jimmy Choo Iron này. Đó. Thế là về thiết kế của hai em này thì tùy bạn thôi, bạn thích cái thiết kế nào thì bạn lựa chọn. Còn về cái phần mùi hương thì đầu tiên đó là mùi hương của Dior Homme Cologne. Thì đây là một chai nước hoa mà đã có rất nhiều người review em này rồi, và nó được gọi là best choice dành cho các bạn nam sử dụng vào mùa hè. Nếu như bạn nam nào mà trong tủ nước hoa của bạn ấy mà không có em này sử dụng mùa hè, nó là cả một cái sự khá là tiếc nuối, khá là đáng tiếc, khá là hụt hẫng. Nên là em này gần như bạn nam nào cũng sở hữu. Một cái mùi hương chút mở đầu này, sau đó là mùi dry down, nó có mùi chút xạ và khá là sạch sẽ. Một mùi hương phải nói rằng là gần như rằng là rất là ít cái điểm chê. Còn đối với Jimmy Choo Iron thì với mình, Jimmy Choo Iron khi mình mới xịt ra, mình có cảm giác nó khá là giống Dior Homme Cologne phiên bản này. Nhưng mà khi dry down thì các bạn sẽ dần dần cảm thấy cái vị ngọt. Cái vị ngọt ở đây đến nốt hương Ambroxan hay gọi là long diên hương nhân tạo ấy. Thì mình có cho những người anh em chơi nước hoa của mình ngửi chai nước hoa Jimmy Choo này, thì có nhiều người nói rằng là nó có một chút gì đó na ná giống với chai nước hoa Quid Aventus hay là Rosa Elysium. Tại vì cái phiên hai chai nước hoa đó thì đó đều có nốt hương long diên hương, nên là kể cả chai nước hoa này Jimmy Choo này nó cũng có cái nốt hương đấy, nên là nhiều người có cảm giác rằng nó khá là giống nhau. Nhưng mà em này thì tại mình đánh giá rằng là mùi hương nó mở đầu có phần mạnh mẽ hơn. Nó vẫn mang cái vibe hơi giống Dior Homme Cologne nhưng mà nó phần mạnh mẽ hơn. Đó là cảm nhận của mình về từng chai nước hoa nhá. Còn bây giờ mình sẽ đánh giá cho những tiêu chí. Đầu tiên là cái hướng phát triển mùi hương. Thì với Dior Homme Cologne này thì mình đánh giá rằng là mặc dù chai nước hoa này đã ra mắt cũng khá là lâu rồi, nhưng mà nó vẫn rất phù hợp với cái thời tiết, với cái xu hướng nước hoa hiện tại cho nam giới ở Việt Nam. Nên là nó vẫn là cái best choice dành cho mùa hè. Nhưng mà có một phần mình đánh giá là về cái hướng phát triển thì em nó có phần hơi nhàm chán. Nó khác với Jimmy Choo Iron Man này. Jimmy Choo Iron Man về cái hướng phát triển và về cái sự biến chuyển mùi hương của Jimmy Choo này thì mình khá là thích. Bởi vì nó mang đến gọi là mình đánh giá rằng mùi hương này có phần hay ho hơn, có phần hấp dẫn hơn khi họ có sự biến chuyển mùi khá là nhiều, chứ nó không đơn giản là một cái mùi hương sạch, mát mẻ, sạch sẽ. Em này thì nó biến chuyển, lúc đầu mở đầu ra nó có phần hơi sùi sùi một chút và có phần mạnh mẽ hơn Dior Homme Cologne, nhưng mà về sau thì nó lại một cái mùi hương ngọt ngào, nó hấp dẫn hơn khá là nhiều. Còn xét về độ đa dụng ấy, thì chính cái sự đơn giản của Dior Homme Cologne này nó lại là một cái lựa chọn rất là tốt cho anh em nào nếu như chỉ cần một cái mùi hương sử dụng vào mọi lúc mọi nơi, đi làm này, đi chơi này, đi thể dục thể thao, đi hẹn hò, thì anh em có thể căn chỉnh vào cái liều lượng xịt để anh em tùy vào mục đích của anh em. Còn đối với chai nước hoa Jimmy Choo Iron Man này thì cái nốt ngọt của Ambroxan này mình đánh giá là mùi hương này ngọt hơn khá là nhiều so với Dior Homme Cologne. Thì em này có lẽ rằng là sử dụng vào những hôm trời mưa hay là những ngày trời mát mẻ, dễ chịu, hoặc là mùa đông một chút cũng được. Anh em tăng liều lượng xịt của Jimmy Choo lên thì nó sẽ hợp lý. Còn nếu như ngày nào mà các bạn quá là nóng mà xịt mùi hương này, chẳng may xịt vào ngực chẳng hạn thôi, thì nó sẽ bốc tỏa lên, nó sẽ rất là gây khó chịu anh em. Nên là về cái độ đa dụng thì mình đánh giá Dior Homme Cologne tốt hơn. Về cái độ bám tỏa thì Dior Homme Cologne này lưu hương trên da mình khoảng tầm 5 tiếng, hơn một chút. Còn Jimmy Choo Iron Man này thì nó sẽ lâu hơn, khoảng tầm 6 tiếng đến 7 tiếng. Và cái độ tỏa hương thì em này, Jimmy Choo này nó nhỉnh hơn một chút thôi. Nhưng mà thực sự rằng là hai này cũng không phải thuộc hàng là bám tỏa khủng khiếp gì cả. Còn về giá tiền thì
Dior Home Cologne nó sẽ có giá cao hơn Jimmy Choo em khoảng tầm 1-200. Em này tầm 1,5 triệu thì em này tầm 1,2-2,3 triệu gì đó. Còn bây giờ tổng kết lại nhá, trên cái nhìn của mình thì nếu như bạn nào chỉ cần một chai nước hoa, duy nhất một chai thôi, để sử dụng vào mùa hè từ đi làm đi chơi đi hẹn hò, thì em này đó là best choice rồi, không phải suy nghĩ nhiều, lựa chọn luôn, mua luôn em này nếu như chỉ cần một chai nước hoa thôi. Dior lại còn đến từ thương hiệu rất nổi tiếng nữa, khoảng tầm 1,5 triệu anh em sở hữu sang 120ml. Còn nếu như anh em đang lăn tăn Jimmy Choo Iron Man này nhá, thì với chai nước hoa này anh em phải có, ngoài chai này anh em phải có nhiều chai nước hoa khác để đổi gió. Tại vì em này nếu như các anh em sử dụng thường xuyên thì chẳng may vào những ngày nóng ấy, hay là những ngày nào bạn đang không thoải mái ấy, thì em này có thể gây khó chịu cho bạn. Và em này thì mình nghĩ rằng sẽ đi hẹn hò hấp dẫn hơn rất là nhiều. Đó, nên là quan điểm cá nhân của mình là như vậy. Còn các bạn là sao? Các bạn đã sở hữu hai em này chưa? Và nếu như mua thì các bạn sẽ mua em nào? Đừng quên comment phía dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào, gặp lại, bye bye.